hello xin chào tất cả anh em nhé chào mừng em đã quay lại với channel gấu Big bigbot ok anh em thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại và lên kiếm tiền tại cổng nhé thì ở đầu video mình xin phép anh em vài giây đó là những anh em nào mà chưa tải game thì anh em có thể truy cập được link ở phần mô tả video này hay phần bình luận đã game để tải game sau đó đăng ký tài khoản liên kết tài khoản ngân hàng và anh em sẽ nhận được lọc nhé rồi anh em có thể làm tham gia nhóm telegram để nhận cốt nhé anh em nhé thì lộc cốt thì anh em hoàn toàn có thể chơi kiếm lãi và đủ 100 k anh em hoàn toàn có thể rút luôn về tài khoản ngân hàng của anh em nhé anh em nhận cốt thì anh em vào phần sự kiện và phần gift cốt này dán lộc dán cốt vào đây và đổi thưởng đổi cốt ra và anh em có thể chơi được tất cả các bộ môn ở trong này và kiếm lãi rồi anh em có thể rút thoải mái và hàng ngày cũng sẽ có lượt báo danh random nhận lộc từ 100 đồng đến một triệu đồng nha anh em nhé 2k này và cũng sẽ có lượt chia sẻ lên Facebook là nhận 3.000 đồng anh em ơi mỗi ngày sẽ được một lượt và cổng hỗ trợ anh em nạp tiền bằng banking của các ví tử mô và thẻ cào từ 20.000 nhé cổng có đầy đủ các bộ môn game bài bắn cá nổ hũ sổ số live casino và cá độ bóng bánh anh em nhé Nên anh em cực kỳ yên tâm để có thể tham gia trải nghiệm kiếm lãi thì hôm nay mình sẽ quyết định là lên chơi tại bộ môn rồng hổ big boss thì anh em theo dõi video của mình thì có thể là like video và đăng ký kênh để ủng hộ mình có thêm động lực ra thêm nhiều video mới nhé anh em nhé xem nào tiêu chí của mình là vừa vào là sẽ bẻ cầu anh em ạ vào bẻ cái 3m đã anh em ơi bẻ cái 3m là tính tiếp Úi giời ơi bẻ cái ăn luôn anh em ạ bẻ cái ăn luôn nó lại đẳng thị cấp ngay Úi giời Tìm nhau không cần mở bát ok cho anh em bể là phải ăn và mình cũng có cái mẹo đó là bên nào về át thì sẽ đánh bên đó luôn nha anh em nhé với cái tỷ lệ ăn kiểu như này mẹo áp dụng mẹo này ấy, tỷ lệ ăn lên đến 80 phần trăm nhé cũng hên xui đâu nhưng mà thông thường là sẽ ăn thấy chưa anh em à, khá là tự tin luôn vì cứ bên nào về át là anh em cực cho mình à, đảm bảo với anh em là tỷ lệ ăn nó lên đến 80 phần trăm là cái tỷ lệ rất là cao luôn tỷ lệ rất là cao luôn anh em ạ à, chứ không hề nhỏ nhá anh em theo dõi tới đây rồi mà ai chưa like thì đừng quên là like ủng hộ mình và ai chưa đăng ký kênh thì đừng quên là đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Đường link đăng ký tài khoản nhận lộc thì mình đã để cụ thể ở phần mô tả video này, phần bình luận mình đã ghim sẵn cho anh em rồi. Anh em cứ theo đường link để có thể tải game về và nhận lộc thôi anh em ơi. ô oh, mình định đánh vào long mình bắt một hai thế nào mình đi đánh vào hổ ta. Trời ạ, mãi mãi gọi là thuyết trình cho anh em nghe thành ra là 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 nhầm luôn anh em ạ, nhầm luôn nhưng mà thôi không sao cả. Không sao hết anh em ơi. Tiếng này có thể là bỏ hoặc là mình đánh vào lòng tiếp nha anh em nhé Bẻ cầu anh em ạ Mình là có cái thú sở thích, thú vui là cứ bẻ cầu thôi Mặc dù là ối rồi ôi Mặc dù là ối rồi ôi đấy nhưng mà Vẫn cứ gọi là bẻ cầu anh em ạ, ngẫu hứng vui vẻ mà Nếu mà bẻ vào lòng không được thì chúng ta bẻ vào hổ nha anh em nhé Bẻ lòng không được thì bẻ hổ đúng không Ừ, mình đánh chín trăm hòa nữa hoài như là nhân tám phải anh em ạ ok chưa tự tin cho anh em ăn 12 m ngay ăn ngay anh em ạ tiếng kết là tiếng ăn với anh em đúng không cũng khó ta đánh thế này đi đó. đánh 5 m vào hổ tiếp mình bắt bệt hổ luôn nha anh em nhé nó bệt hay không là việc của nó còn mình đánh ở bên nào là theo ngẫu hứng theo con tính em nhé ôi mình quên không áp dụng mẹo rồi nhưng mà tiếng này à mày thế à, vì là chỉ là 80 phần trăm thì vẫn có 20 phần trăm thì để xịt mà anh em tiếng này thì mình bắt sang long Đấy. và mình vẫn cứ nuôi thằng hòa này anh em ạ mình vẫn cứ nuôi thằng hòa biết đâu được ăn đúng không anh em Úi rồi ôi làm gì có hòa đây. Quá quá trình lệch nhưng mà hiện tại chúng ta vẫn còn đang lãi rất là nhiều anh em nhé Đang lãi rất là nhiều luôn. Anh em theo dõi tới đây rồi mà ai chưa like thì đừng quên là like ủng hộ mình và ai chưa đăng ký kênh thì đừng quên là đăng ký kênh ủng hộ uh, gấu nha anh em nhá đăng ký kênh thì anh em đừng quên là bật quả chuông bên cạnh đó đăng ký lên, ấn nhận tất cả thông báo để khi mình lên video hay là lên livestream ấy, YouTube sẽ gửi thông báo về điện thoại cho anh em để anh em không bỏ lỡ bất kỳ video nào của mình hay buổi livestream nào của mình để nhận lọc nhanh em nhé. Lọc lá thì mình có thể tặng cốt cho anh em này hoặc là tặng uh, lọc banh hoặc là lọc Momo cho anh em nhé. chuyện này khó quá anh em ạ, tính này khó quá đánh nhá, chuyện này bắt chí mạng hòa đi. Đấy, đánh uh, mặt kia chỉ đặt một mờ thôi, còn bắt uh, Tại lâu quá không thấy hoa này cứ nuôi hòa đây anh em ạ, có khi được ăn. Đó, tại thấy lâu quá là không không ra hòa thì cứ nuôi thì một tí tiền cũng chả mất đi đâu, chả thiệt đi đâu anh em ạ. Chỉ vài lít thôi. Ừ. hai 20 vào đi xem nào. 20 vào hoa đi anh em ạ. Có cái gì mà phải ngại. Ồ oh, không ra hòa cũng oh, khá là nhiều người nuôi hòa của mình đấy anh em à, chúng ta vẫn cứ đặt hòa anh em nhé mình thấy là rất là nhiều phiên rồi không hề ra hòa luôn rất là nhiều phiên rồi đó Thế là phiên này là mình lãi được có 3M thôi, lãi non được có 3M thôi anh em. Đấy, đặt mất 13M mà được 16M là lãi 3M. Đấy, cũng khá là ui, đến 64M rồi. Chốt kèo đi anh em ơi. Chốt kèo đi lãi được uh, Switch hai 20m anh em ạ à. 20m là số tiền rất là lớn rồi thì anh em cũng hoàn toàn có thể vào kiếm tiền ở tại cổng Mixbot này bằng cách là tải game về và đăng ký tài khoản vào nhóm nhận lộc để có thể kiếm lãi anh em nhé anh em mà chơi lớn thì anh em hoàn toàn có thể nạp bằng các phương pháp là banking hay momo về thập bay zalo pay và thẻ cào đấy anh em cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình nhé hẹn gặp lại anh em ở những video sau chúc tất cả anh em may mắn thắng lớn đôn kèo nổ hũ kiếm lãi thật nhiều anh em nhé chào tạm biệt anh em nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình đây anh em nhé